Nước trái cây, rau củ không chỉ bổ sung thêm vitamin và khoáng chất thiết yếu, mà còn hỗ trợ thanh lọc cơ thể, giúp giảm cân để nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối. Chế biến các loại trái cây, rau củ tươi thành nước ép chính là cách tốt nhất để bổ sung cho cơ thể hàm lượng chất xơ, vitamin dồi dào trong mùa hè. Dưới đây là những thức uống đơn giản, dễ chế biến và rẻ tiền, có thể dễ dàng đưa vào chế độ ăn của những người đang có kế hoạch giảm cân. Nước ép cà rốt. Cà rốt là thực phẩm giàu vitamin A, rất tốt cho thị lực. Nhưng đó không phải là lợi ích duy nhất mà cà rốt mang lại cho cơ thể. Cà rốt ít chất béo và calo, lượng đường thấp nhưng lại giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, nên giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn. Từ đó hạn chế cơn thèm ăn, ăn vặt và hỗ trợ giảm cân. Một nửa cốc cà rốt cung cấp 47 calo, 1,1 gram protein, 11 gram carb, 0,9 gram chất xơ, 4,6 gram đường. Nước ép cà rốt cũng chứa lượng lớn vitamin E, beta-carotene, lutein, zeaxanthin và các khoáng chất vi lượng. Một ly nước ép cà rốt đầy đủ có thể giúp bạn no cho đến bữa trưa và do đó giúp tránh ăn vặt không mong muốn giữa các bữa ăn. Vitamin A có thể giúp giảm béo bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng. Nước ép cà rốt lành mạnh có thể thay thế cho soda và các loại thức uống chứa nhiều đường khác. Nước ép dưa chuột giúp giảm cân lành mạnh. Dưa chuột không chỉ dùng để làm món salad mà cũng có thể chế biến thành nước ép dưa chuột. Hàm lượng nước cao và lượng calo thấp làm cho việc tiêu thụ nước ép dưa chuột là một lợi ích để giảm cân. Nước ép dưa chuột giúp cơ thể dễ cảm thấy no và là một chất bổ sung vào bữa ăn tuyệt vời. Chỉ cần vắt một ít nước cốt chanh và một vài lá bạc hà vào đó là bạn đã có một thức uống giải khát lành mạnh cho mùa hè. Nước ép rau xanh. Nếu như nước ép trái cây có thể chứa nhiều đường, thì nước ép rau tươi lại là thức uống có hàm lượng carb thấp tuyệt vời. Nhiều người biết rằng nước ép rau quả chứa rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Những người uống nhiều nước ép rau sẽ tăng lượng tiêu thụ rau của họ. Điều này có thể giúp một người giảm cân, đặc biệt là khi xem xét thực tế rau chứa nhiều chất xơ có thể ngăn chặn cơn đói. Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Trịnh Thủy Tiên, Hội Dinh dưỡng Lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu chất xơ khuyến nghị cho người Việt Nam ít nhất là 20 đến 25 gram một người một ngày. Chú ý khi ăn các món có chất xơ thì cần nhớ uống nhiều nước, nhiều chất lỏng để giúp chất xơ được đẩy qua ruột dễ dàng. Nhờ đó, đối với người muốn giảm cân, việc ăn đủ chất xơ từ nước ép rau xanh là rất cần thiết. Các thành phần của nước ép này có thể thay đổi tùy theo sở thích của mỗi người. Nhưng nó thường chứa các loại rau nhiều lá như rau bina, cải xoăn hoặc bắp cải. Những loại rau này rất giàu đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, có nhiều chất xơ và ít đường. Vì thế, nó trở thành một loại nước hoàn hảo để giảm cân. Nước ép lựu. Loại nước này giàu chất chống oxy hóa, vitamin A, C và E. Lựu là một loại trái cây giàu chất dinh dưỡng, có thể được tiêu thụ thường xuyên mà vẫn có thể giúp giảm cân. Nước ép lựu có thể là một loại đồ uống ít calo, có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Không chỉ vậy, nước ép lựu có thể giúp hạn chế sự thèm ăn, đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất, cách hoàn hảo để giảm cân nhanh chóng. Nước chanh. Thêm một ít nước chanh vào nước uống là một lựa chọn tuyệt vời ít calo để tạo hương vị. Nước chanh cũng chứa nhiều vitamin C, có thể cải thiện khả năng miễn dịch, tăng khả năng hấp thụ sắt và giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Nước dừa. Nước dừa nguyên chất chứa ít đường và có 5 chất điện giải quan trọng như natri, kali, canxi, magie và phốt pho. Sau một buổi tập luyện, chắc chắn hầu như không có gì ngon hơn một ly nước dừa. Nước uống giảm cân từ lá vối. Nước vối có polyphenol, thành phần có khả năng ức chế men alpha-glucosidase. Từ đó, làm chậm quá trình phân tích cũng như hấp thụ đường từ thức ăn vào trong máu. Đây chính là lý do khiến nước vối trở thành loại nước giảm cân an toàn mà hiệu quả. Không chỉ vậy,
nước vối còn chứa rất nhiều vitamin và chất khoáng. Trong những ngày hè oi bức, sau những giờ lao động mệt mỏi, nếu được ngồi nghỉ uống bát nước vối, sẽ thấy hết khát và đỡ mệt hẳn, bởi ngoài nước ra, cơ thể còn được cung cấp một số muối khoáng và vitamin cần thiết bị mất theo mồ hôi. Nước uống đậu đen rang giảm cân. Nước đậu đen được nhiều người biết đến với công dụng bổ máu, thanh lọc cơ thể và tăng cường sức khỏe. Uống nước đậu đen mỗi ngày có thể giúp giảm được 2-3kg trong vòng 2 tuần, kết hợp với chế độ ăn kiêng phù hợp. Cách làm: đậu đen rang sẵn, rửa sạch và cho thêm một chút nước vào đun sôi, hoặc cũng có thể dùng nồi áp suất để nhận được tối đa các tinh chất từ đậu đen. Sau khi đun sôi, để nguội và đóng nước đậu đen vào những chai nhỏ và bảo quản trong tủ lạnh dùng dần. Uống nước gạo lứt rang. Gạo lứt có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, phục vụ việc giảm cân hiệu quả. Trong đó có cơm lứt, bún gạo lứt, bánh gạo lứt. Và đặc biệt, nước gạo lứt cũng có khả năng đánh bay mỡ thừa vùng bụng nhanh chóng. Nước gạo lứt chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp tăng cường trao đổi chất của cơ thể. Từ đó có thể hỗ trợ cơ thể ngăn ngừa sự tích tụ chất béo và đốt cháy nhiều calo hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, gạo lứt có nhiều chất xơ hơn gạo trắng, vì vậy mất thời gian tiêu hóa và no lâu hơn gạo trắng, giúp cơ thể không có cảm giác đói và thèm ăn các bữa phụ. Bên cạnh đó, chất xơ từ gạo lứt khi đi qua đường ruột sẽ giúp đường tiêu hóa thải các chất độc ra bên ngoài, giảm thiểu nguy cơ các bệnh đường tiêu hóa. Nước hạt chia. Hạt chia khi vào trong dạ dày sẽ nở ra và trương ra, tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn đói và cảm giác thèm ăn vặt, từ đó giảm bớt hàm lượng calo nạp vào cơ thể. Bên cạnh đó, hạt chia còn có hàm lượng chất xơ và protein dồi dào, hỗ trợ đào thải mỡ thừa nhanh chóng ra bên ngoài. Bởi vậy, bổ sung thêm hạt chia vào trong những thức uống hoa quả yêu thích cũng làm tăng thêm công dụng giảm cân và đốt mỡ. Thức uống cuối cùng đó là trà xanh. Trà xanh có chứa caffeine và polyphenol, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Uống trà xanh có thể ngăn chặn quá trình tích mỡ thừa, tích lũy và sinh nhiệt để đốt cháy mỡ bụng, bắp đùi nhanh chóng. Một ngày, cơ thể cần 6-8 phần trái cây, rau xanh. Xong, nếu ăn trực tiếp, có thể sẽ chỉ bổ sung được 3-4 phần, hoặc có thể phải ăn một lượng thức ăn quá lớn. Do vậy, việc chế biến các loại rau củ quả thành nước ép sẽ giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất đầy đủ và hiệu quả hơn.